Cái cống này nè, nó hành mình mấy năm trời rồi, bây giờ mà nó tìm nó được giải pháp. Hồi xưa nó là cái cống nắp kia, cái nó hôi quá, mình cho thợ đục đi, mình gắn cái cống này vô, mình gắn cái nắp này vô để nó có cái hai ba cái lớp chặn như vậy này mà nó vẫn không khử được mùi. Chặn này vô nè, lồng hai ba lớp vậy luôn nè mà nó cũng vẫn không có chữa khử được cái mùi. Nhà nó thiết kế biết kiểu gì á mà cái cống nó hôi. Cuối cùng mình phải lấy cái chai Coca mình ụp nó lên như vậy. Ụp như vậy thì nó bất lợi chỗ nào nó xê dịch đó, khi mình xối nước á cái này nó sẽ bị đổ. Xối nước thì cái này nó đổ đó, được ăn xong cứ phải tối ngày đi đẩy này rất là phiền toái. Lấy cả cái nó cũng không có kín được, nó vẫn có cái độ hở này. Cuối cùng hôm nay nó tìm ra giải pháp trị em nó triệt để luôn rồi. Đây 10.000 đồng bạc một trái banh thật to, trái banh làm sao mà nó phủ kín được cái miệng cống này nè, để lên nó đẩy kín luôn, nó phải bự, nó đủ bự để nó tràn ra cái miệng này luôn đó. Trời ơi, vậy xong nó có 10.000 bạc á. Giờ xối nước nè, cái banh nó tự dâng lên. Có nước banh nó tự dâng lên đó, hết nước cái banh nó tự đẩy xuống. Thế là mình không cần phải phải lo đi 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 đẩy lại cái nắp. À, ập ba 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 bữa nay rồi, không có mùi. Mấy bữa trước dùng đủ mọi cách nhưng mà nó vẫn còn mùi, nó vẫn có cái mùi hôi. Giờ chơi cái banh này có 10.000 bạc xong rồi đó. Đó, ập vậy đó, có 10.000 à, xử lý xong cái cống. Chuyện ơi, mấy năm trời nó hành tôi.